một chút về chất nhạc của cặp 4735A Sergi 2 này. Thì nói về cặp loa này thì bên em cũng đã cho anh em xem ở clip trước về cái nội thất của nó rồi. Thì thực sự đây là một cặp loa cực kỳ tuyển chọn, và tiếng của nó đánh thì nếu mà anh em chơi gia đình thì khỏi super bass đã hay rồi. Một đôi chuẩn, tiếng xịn sò, tiếng đẳng cấp luôn anh em nhá. Thực sự đây là một đôi loa tuyển chọn mà bên em vừa nhập về, thì anh em nhu cầu đầu tư liên hệ bên em nhé. Thì để phối hợp hay cho cặp loa này thì anh em chơi những con công suất tầm 600W, 800W đã đánh đủ rồi, rất dễ đánh. 4735A Sergi 2 nhé. Tiếng bát nó đánh giải 4 ôm, đánh cực mạnh, đậm đà luôn. Và chung tép giải cao kết hợp thì
độ lồng tiếng anh em nghe nhạc thì cực kỳ phê pha luôn. Đấy, để giới thiệu anh em đấy, đẩy công suất các thứ thì bên em mình mua về rất nhiều nữa về. Và hôm nay đang vệ sinh cái lô loa JBL 115 bao nhiêu nhá, mẫu mỏng luôn, nhà em mua chỉ lau chùi thôi đã đẹp rồi. Ui, hàng như thế này mà anh em, con này là made in Mexico này, còn đôi này là có một đôi là made in USA nữa, đẹp lắm, mới trên 90%, đây made in USA này, một đi 200, mô đen MD 215, made in USA, con này là con GZX115 made in Mexico, toàn hàng tuyển chọn mẫu mỏng nhá, vệ sinh. Hàng bãi về để vệ sinh là không hiểu không sơn kiểu đó đồ này nhiều lắm. Đây là con xúc điện GZX 100 118, con này thì bát nó đây, con này bát 50 chất luôn, bát 50 2043G4U đóng cho ông anh ở Sài Gòn. Lập sinh tháo ra lô GZX115 bên nhà mua vàng quá nhiều luôn anh em nhá. Thì như thực hiện giới thiệu clip này nhanh để anh em nào nhu cầu đầu tư liên hệ nhá. Tất cả lô này toàn là made in USA hết. Xem vệ sinh là đẹp không, và có đẹp không. Ừ, lô này có nói là GZX115 made in USA xịn này. Anh em chơi những đôi này cửa tiền vừa phải nhá, rất là hay, hợp lý cho anh em đầu tư. Vừa thực hiện giới thiệu nhanh đấy, anh em nào như có đầu tư thì liên hệ nhé, còn rất nhiều nữa, 925 cái thứ, còn hai cặp nữa, 515 4722. Đôi này thì quá phê rồi anh em nhá. Bác nào đầu tư hàng full đục sốt thì bên em đang có combo của LA Audio này, cực kỳ chất, giá chỉ hơn 30 triệu cả bộ cả súp 40 luôn này. Đấy, nhìn loa nó tây này mà anh em, đẹp luôn, LA Audio nhá, thương hiệu nổi tiếng, nhìn cái nước sơn đã phê rồi. Combo đục bộ nó gồm có 5-6 món, một đẩy này, quản lý nguồn này, vang số này, mic này, chơi vang số chất lượng âm thanh khác hẳn chơi vang cơ nhá. Nhớ anh em ngại lắp thì lắp bằng cơ thôi, chứ còn vang số cái tiếng nhạc nó ra khác. Đánh những đôi loa hay giải cao thì yêu cầu anh em chơi vang số, chơi vang cơ thì gọi là những người mới chơi thôi. Nhưng anh em đã chơi vang số rồi thì không muốn chơi vang cơ nữa anh em nhá. Thì cái chất nhạc và tiếng mic của nó khác hẳn luôn. Bác nào mà đầu tư thì liên hệ em thôi. Nó xin chào anh em nhé.